Thưa quý vị, sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Australia đã có sự phát triển mạnh mẽ. Và Australia hiện là đối tác thương mại đứng thứ 8 của Việt Nam và đứng thứ 19 trên 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Mới đây, sự hợp tác giữa ALC Group và Lalit với Việt Nam được coi là một bước tiến mới. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm từ Úc mà không phải lo sợ trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái như hiện nay. Theo đó, tập đoàn ALC sẽ tiếp thị và phân phối độc quyền các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm của Lalit Australia như Lalit Oyster Mask, tinh hầu Lalit, Lalit Prostate Management, tiền liệt tuyến Lalit, Lalit Sheep Placenta, nhau thai cừu Lalit tại Việt Nam. Được biết, các sản phẩm này từng đã xuất hiện ở Việt Nam, được cho là hàng xách tay, nhưng phần nhiều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Việc tập đoàn ALC tiếp thị và phân phối độc quyền các sản phẩm này sẽ giúp người tiêu dùng có cơ hội sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Lalit đảm bảo chất lượng. Trong sản phẩm thì có tinh hầu và có nhân sâm của Hàn Quốc. Về thành phần của tinh hầu, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu, đã chứng minh rằng cái tinh hầu Lalit với cái thành phần như vậy thì nó rất là tốt đối với các chức năng tình dục của nam giới. Và nó giúp cho cái sinh sản và dinh dưỡng tinh trùng. Lý do chính tôi chọn tập đoàn ALC là vì đây là tập đoàn có danh tiếng và Lalit có mạng lưới rộng khắp tại Việt Nam. Chúng tôi đặt niềm tin vào tập đoàn ALC. Những năm gần đây, thị trường thực phẩm chức năng trong nước ở tình trạng vàng thau lẫn lộn, giá cả hỗn loạn. Hàng năm, cơ quan chức năng đều thu giữ và tiêu hủy hàng chục tấn thực phẩm chức năng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Với hàng sản xuất trong nước, nhiều cơ sở sản xuất không đạt chuẩn GMP, WHO dẫn đến chất lượng kém, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc hợp tác chính thức như tập đoàn ALC và Lalit không chỉ đáp ứng nhu cầu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, mà còn giúp định hướng thị trường thực phẩm chức năng trong nước theo các chuẩn mực. Việc một tập đoàn của Việt Nam với tập đoàn của Úc hợp tác với nhau, tôi rất hoan nghênh. Bởi như vậy sẽ tăng thêm một cái sự lựa chọn cho người dân Việt Nam trong cái việc sử dụng thực phẩm chức năng cũng như các cái thuốc khác để nhằm nâng cao sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Chỉ các sản phẩm của Úc nổi tiếng vì có chất lượng cao và điều này đã được minh chứng qua phát triển thương mại song phương giữa Việt Nam và Úc trong những năm vừa qua. Trong đó có những sản phẩm về sức khỏe. Cũng theo các chuyên gia, việc hợp tác giao thương quốc tế, đặc biệt hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu và Australia, khu vực có nền y học phát triển tiên tiến, sẽ giúp nâng cao chuẩn của toàn thị trường và toàn ngành. Điều này rất có ý nghĩa với sự phát triển của nền y tế nước nhà. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn là mang đến được những cái tinh hoa của các cái nền y học phát triển của thế giới để phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam. Mang nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người Việt. Với sự hợp tác giữa tập đoàn ALC và Lalit Australia, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và nền tảng chất lượng của thị trường thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm Việt Nam.